Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh, Quán Chú Sinh Nghiệp Duyên, phẩm thứ ba. Một, Phật Mẫu thưa hỏi. Lúc đó Đức Phật Mẫu là Bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thánh giả, chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nhìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi thời có Phật Pháp, nơi thời không có Phật Pháp, nhận đến bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật, vân vân, cũng sai khác như thế, chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thánh Mẫu, trông mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Hai, Bồ Tát lược thuật. Bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây: Như có chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sinh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương, chảy máu, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào ra khỏi được. Hoặc có chúng sinh xâm tổn thường trụ, ô phạm tăng ni, hoặc tình tứ làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sinh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sinh giả làm thầy sa môn, chỉ thật tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gặp gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sinh trộm cắp những tài vật lúa gạo, đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh Mẫu, nếu có những chúng sinh nào phạm những tội như trên đó, thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh Mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi, lớn có 18 chỗ, thứ kế đó 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế lại có 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vào ngục thành hơn 8 vạn dặm, thành đó thuần bằng sắt cao đến 1 vạn dặm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là Vô Gián. Ngục này châu vi 18,000 dặm, tường ngục cao 1,000 dặm, toàn bằng sắt cả, lửa cháy hừng hực suốt trên suốt dưới. Trên tường ngục rắn sắt, chó sắt, phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm. Một người thọ tội thời tự thấy tân mình nằm đầy chật cả giường. Đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm chật cả giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra, nó cảm vời như thế. Lại những tội nhân chịu đủ sự khổ sở 100,000 quỷ dạ xoa cùng với loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn rườm rượm, cặp mắt sáng chói như sức chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, moi ruột bằm chặt. Lại có quỷ dạ xoa khác cầm chìa lớn bằng sắt đâm vào mình tội nhân, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi tung lên trên không lấy chĩa hứng lấy để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt tội nhân, lại có rắn sắt xiết cổ tội nhân, chân tay và khắp khớp xương bị cây đinh dài đóng vào, lưỡi bị kéo ra để cày bừa, ruột bị moi ra và chém đứt, miệng bị đổ nước đồng nung, toàn thân bị sắt nóng quấn quanh, muôn ngàn lần chết đi sống lại, nghiệp cảm như thế. Dù cho trải qua ức kiếp thì họ cũng không lúc nào ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại, thời sanh vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại, thời cũng xoay vần, sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong, thời sanh trở về thế giới này. Những sự tội báo trong địa ngục vô gián như thế đó, lại địa ngục đó do có 5 điều thiện nghiệp cảm,
nên gọi là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một, tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, cho đến trải qua vô số kiếp không lúc nào ngừng nghỉ, nên gọi là vô gián. Hai, một người cũng chật cả ngục mà nhiều người cũng đầy khắp, cho nên gọi là vô gián. Ba, những khí cụ để hành hình tội nhân như kích ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, côi giã, côi xay, cưa, đục, dao, mác, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lửa sắt, ngựa sắt, da sống nhền đầu, nước sắt nóng dưới thân. Đói thời ăn hoàn sắt nóng, khát thời uống nước sắt sôi. Từ năm trọng kiếp đến vô số kiếp những sự khổ sở nối nhau, luôn không một giây, ngưng nghỉ nên gọi là vô gián. Bất luận là trai gái, man di mọi dợ, già, trẻ, sang hèn, hoặc là rồng, là trời, hoặc là quỷ, là thần, hễ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. 5. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm, muôn lần chết, muôn lần sống, lại muốn cầu tạm ngừng, chừng khoảng một niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hao hết mới đặng thọ sanh. Do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế, nếu nói rộng ra thời tên của những khí cụ để hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, dầu đến một kiếp suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xiết lo dầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô Ha.